Mọi người đang có nhu cầu mua vàng ngọc hãy vào ngay shop vàng ngọc 97.com nhé. Khi mà mọi người mua vàng mua ngọc và thấy nó hiện lên báo bảo trì, mọi người vui lòng liên hệ góc phải nhé để được em hỗ trợ một cách nhanh nhất, rõ ràng và gọi là phê nhất nha mọi người. Vô ngay shop vàng ngọc 97.com để mua vàng mua ngọc ủng hộ cho em nhé. Rồi, em xin cảm ơn mọi người nhá. Tôi không dám đâu, em không đổi đệ tử đâu. Em sợ. Sao sao sợ? Sợ lắm, đệ tử nó ngon mà, đệ tử nó vip sao đi đổi được. Nhưng mà có gì đâu mà sợ, sinh nhật nó mà. Sinh nhưng mà nó... từ từ đã. Tại kênh gọi là có tin 7 thì em có lời gì gửi tới anh Nhân năm 2019 không? Chúc sinh nhật Nhân đại khái vậy. Thì em thì chúc sinh nhật nó bớt chậu hơn, đỡ chửi anh em, đỡ cắn anh em hơn. Đấy, lâu nó hay cắn anh em thì thôi, nên sinh nhật nó thì chúc mừng sinh nhật nó thôi. Chúc mừng sinh nhật, vậy là chúc mừng sinh nhật Nhân sinh trai nhá. Nhưng mà bây giờ thế này nè, anh lại muốn là sinh nhật Nhân là có gì đó để kỷ niệm, nó kỷ niệm em hiểu không? Quà thì nó không cần, quà thì nó không cần này đúng không? Là muốn... nhưng mà anh không muốn tặng đồ trong game, kiểu đồ trong game thiếu gì nữa đâu. Nhưng mà em có muốn tặng nó cái gì trong game không? Không, em chẳng muốn tặng gì trong game cả. Thế thì nó còn thiếu gì nữa đâu đúng không? Đúng rồi, giờ trong game mới không thiếu gì rồi Ngọc, thì xài thoải mái. Đúng rồi. Giờ anh phải làm gì đặc biệt à? Đúng rồi, làm gì thì anh muốn làm gì đặc biệt nè. Mừng Nhân nó đi lâu không vậy? Nó đi chắc phải 10-15 phút gì đấy. Nó đi chắc mình nghĩ là nó đi ra ngoài á. Thì như thường lệ thôi, ở cái tem của mình là cứ nói chung là ngày nào cũng sai người đi mua nước hết. Hoặc là Dương thì hoặc là mình thì, hoặc là Nhân thì đi mua nước thì tầm 15 phút thôi. Thì không biết là Nhân nó về ngay bây giờ, anh em mình phải thực hiện ra một kế hoạch mà để chúc mừng sinh nhật Nhân. Nói chung là mọi người chúc mừng sinh nhật Nhân thì cứ gọi là comment ở bên dưới nhá. Một ngày sinh nhật thật là vui vẻ và chúc mừng sinh nhật Nhân sinh trai. Thì nhân cái ngày gọi là sinh nhật Nhân sinh trai thì mình cũng muốn để lại một chút kỷ niệm cho Nhân, lỡ may năm sau Nhân không làm cho mình nữa hoặc là như thế nào đó thì gọi là cũng có một chút mà gọi là để mà nhớ lại là cái ngày hôm nay là mình đã làm một clip mà để tặng quà sinh nhật cho Nhân. Đúng rồi, nhưng mà anh muốn trôn hơn. Trôn nữa. Chơi phát mạnh luôn à? Không. Hay là anh em mình mẹ đổi mẹ con đệ tử của Nhân đi. Nó mới úp lên 40 tỷ mà đổi tiếc lắm. Nhưng mà ăn đệ tử nó ngon mà phải không? Mắc sự đánh mắc HP rồi. Má thì con đệ tử của Nhân đúng ngon á, mà giờ mình trôn nó thấm. Mắc 24k rồi. Hay kệ cái điều nhưng đi. Mà em dám không? Không, em không dám để ngon. Hả? Để chơi chứ. Nhưng mà em cũng sợ nó chửi banh xác phải không? Đúng sợ chứ. Nó cắn đấy, nó cắn đấy, đùa. Tối về nó lại anh em lại tương tàn. Nhưng mà anh dám. Không, chơi lớn đi. Chơi lớn. Làm một phát đi, kiểu như làm phát cho nhớ về cái nó nhớ cái ngày hôm nay. Một đấy. Kỷ niệm đáng nhớ à. Đi qua đây, qua đây. Ok. Nói chung là mọi người có thể biết rằng là em nó đang keo á. Ui. Úc đệ mà bị nào giết kia. Đấy, bật ạc nó lên. Đấy, đây là ạc NXT9D của Nhân nhá mọi người. Thì nói chung là hôm nay là sinh nhật Nhân. Okay. Thay vì tặng quà, mình xin nhắc lại, thay vì tặng quà mình sẽ trôn Nhân một cú thật là thấm luôn. Ôi, click vào xem đồ cái nào. Ui rồi. Toán đồ 7 sao. Đệ khủng quá mọi người. Ạc Nhân là đệ khủng. Đó, cho anh em xem kìa. Đó, từ từ đã. Bây giờ thì mình nói chung là thằng Dương thì nó không dám đổi đệ tử của Nhân rồi. Tại vì là nó sợ là anh em tương tàn với lại gọi là mất đoàn kết này nọ. Nhưng mà mình thì không. Để cho nó nhớ về cái ngày sinh nhật ngày hôm nay mà anh em mình đã tổ chức cho nó. Anh cho nó xem này. Đấy, cho mọi người xem này. 38k sức đánh. 40 tỷ nhá. Mà gần má sức đánh 20, gần má sức đánh chỉ số 60 tỷ nhá mọi người. 140k sức đánh nữa thôi nhá. 140k sức đánh nữa là mát. HP 500k. KI 188k không quan trọng rồi. Đó. Con này giáp yếu vậy. Con này giáp yếu nhỉ. Sức đánh 23k8. Đấy, ông đệ cực kỳ vip luôn, 40 tỷ luôn. Atomic cấp 7, nói chung là đây là ạc tâm huyết của Nhân. Nói chung là chắc nó tiếc lắm nhỉ. Tiếc lắm, con đệ này em chả tiếc. Ai chả tiếc, ai chơi sức đánh là tiếc. Full sức đánh rồi, không cần phải úp mà. Nói chung là con đệ này thì nó quá là vip ra mọi người ạ. Con đệ nói chung là 40 tỷ mà 23k8 sức đánh. Mọi người nên nhớ là hiện tại con đệ của ốc tiêu 957 nhưng mọi người, con đệ của ốc tiêu 957 là hiện tại là 53 tỷ. Nhưng mà chỉ có là 22k sức đánh thôi. 22k mà 53 tỷ. Con đệ của Nhân là 40 tỷ nhưng mà tận tới 23k8 sức đánh thì mọi người có thể biết nó vip cỡ nào. Ok. Thôi nói chung là nó sắp về đấy ạ. Chơi luôn không? Đấy em mua đi, em mua. Thôi, đi anh rồi. Ngắm đâu. Anh hả, em mua đi. Anh mua đi để em ấy cho. Hả? Tòng phạm tí về nó giết chết. Chờ nó giết á. Dương chờ nó giết. Mình cũng muốn. Thôi được rồi. Okay. Mình sẽ làm lì luôn. Qua đảo Kame, bay qua đảo Kame đi, anh sẽ tự ấn mua luôn. Bay qua đảo Kame đi. Thì anh cũng được khai em nhá. Rồi không khai em luôn. Mẹ chơi lớn luôn. Chào anh em có chắc mình. Để xem thử cái phản ứng của Nhân thế nào trong ngày sinh nhật. Đang rất là vui luôn. Được anh em, khá nhiều anh em chúc nhớ tới ngày sinh nhật. Hả? Để anh mua cho, mất công rồi nó lại bảo tay em đụng vào nó. Đấy nhá mọi người. Tiếp
tình cảm anh em có chắc tay mình nhá, không biết tình cảm anh em có chắc bền lâu hay không này. Muốn ba con đi đổi thành 5x luôn. Ờ, đổi đổi đấy, đấy 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 đấy. Ba con luôn. Ba con luôn nhá mọi người. Mua luôn 3 phiếu đổi đệ tử luôn. Đó. Đấy. Đấy, đây. Và mọi người à, cùng nhau xem lại con đệ tử ở Jin của Nhân và chúc mừng sinh nhật Nhân sinh đại và coi thiên vải chính chính thức đó là tặng sinh nhật cho Nhân nhưng mà okay. Tặng con đệ tử mới. Tặng con đệ tử mới. Tặng đó. Con đệ tử mới nha anh em. Ờ tặng con đệ tử mới. Tặng con đệ tử VIP. Đó, hiện tại là đệ 40 tỷ nha. Trôn kiểu nào mới thấm này mà trôn đúng ngày sinh nhật. Thì mẹ đúng con anh khốn nạn. Có hạn. Ok, ấn luôn. Ấn luôn đó rồi. Rồi. Trời ơi, đổi đệ tử đấy mọi người. Trời ơi, 40 tỷ. Trời ơi, 40 tỷ nha mọi người. Đệ tử nó chung quá VIP rồi. Trôn cú thấm. Cô chú thần linh lẹ lên không nó về, lẹ lên nó về xong chết. Xem có đệ tử thế nào. Đấy nha mọi người. Rồi này, xem đệ này, đệ mới này. Rồi. Đệ mới. Quả chúng quả này. Quả này khắm đấy, khắm đấy. Thực sự nếu như mà anh hỏi thật, nếu như mà ai đó đổi đệ tử đại K8B của em thì như thế nào? Chắc em nghỉ game luôn. Nghỉ game à? Đấm chết mẹ nó luôn. Đấm chết nó luôn trong nghỉ game luôn. Và thằng Nhân giờ như thế này thì thằng Nhân nó như thế nào? Nói thật luôn nhá với mọi người nha. Nếu như mà chỉ cần ai đổi đệ tử Arc Ốc 97 của mình thề luôn đố cự nó tình cảm với anh em đéo còn gì. Đúng mà rồi. Mình dám đổi đệ tử của Nhân nhân ngày sinh nhật nó thì mọi người biết mình liều cái nào rồi. Ok. Bây giờ đấy nha. Đổi Nam Bách cho nó. Đổi Nam Bách đi, đổi đệ tử Nam Bách cho nó. Đó. Để tí về nó kêu lớn nghi đó. Đổi thêm phát nữa. Đổi thêm bạn nữa ra Nam Bách không? Rồi, Nam Bách này, đệ này. Rồi, đệ Nam Bách này nha mọi người. Đủ mà. Con này ngon. Thôi bay qua câu lơ cho nó về. Nó sắp về rồi đó. Nó đi xe máy mà, nhanh mà. Ủa, bay qua câu lơ đi, chạy qua câu lơ nó cái. Đây. Em chạy qua câu lơ nó cái. Lẹ lên. Lẹ nó về, chết mẹ luôn á. Hả? Kệ, bay qua câu lơ, đứng bên câu lơ được rồi. Hợp thể lại, đúng rồi. Như vậy là mình đã gọi là nhân ngày sinh nhật Nhân thì thay vì tặng quà mà trôn thì là thấm đấy, không thấm thật. À, tâm huyết mà ai đi đổi điện tử bây giờ. Đúng rồi. Khác nào vứt cái nick đi. Thôi được rồi, vứt đây, vứt ạc nào đó đi. Đi về. Về đi, hình như nghe tiếng xe nó rồi. Về đi, tắt. Bỏ đây nhá. Bỏ đi, nãy đứng đó đúng không? Tách ra chẳng phải không biết gì. Ờ, tách ra. Okay. Anh em chúng tôi không biết gì nhau rồi, anh em chúng tôi không biết gì nha. Nhân sinh đa sinh nhật vui vẻ nhá. Gì đấy? Nước ngàn rồi. Uống gì? Hả? Uống gì xịt tên hay trà xanh? Một chai xịt tên. Xịt tên đi, cho đổi. Cho dương uống xịt tên đi. Hả? Nhường cho nó uống xịt tên đi. Xịt tên uống đi, con mẹ mày đau phổi đó, chết đó. Nè. Ngừng chai. Xịt tên cho dương, xịt tên cho dương. Để bắn đi. Ok. Để lê hoen mi khi vòng tay đang thầm thì đồ ma cái gì vậy? Để em đâu? Để nào? Để gì? Sao đã dây dinh lắm? Ôi mà. Ôi sao đã dây dinh lại? Ai biết? Anh Dương làm gì cũng để mày. Tao làm gì? Ôi, tặng quà sinh nhật mà. Rồi chứ, nay sinh nhật em không? Sinh nhật thì sao? Sinh nhật ơ, anh em ơ, tặng con đệ mới. Tặng đệ mới cho nhân sinh trai nhân ngày sinh nhật đi. Ôi, trời, anh vừa vãi đâu chứ. Mày điên à, anh em, mày anh em chúc mừng sinh nhật mày nói cạc gì vậy? Giả sử bây giờ em đổi đệ ốc đi chứ mày tức không? Tức chứ sao không tức? Thì sao anh đổi đệ của em, anh đặt trong hoàn cảnh của em chứ vậy? Em đét chưa anh nữa? Anh em hiểu cho em mà tặng quà sinh nhật mới á. Nhưng mà sinh nhật hôm nay có vui không? Hỏi thật sinh nhật vui không? Anh đổi để em vui đét gì? Hả? Anh với Dương em đét chơi nữa. Mày điên à, anh đổi để VIP. Để anh ăn gì ra? Con đợi anh ta chỉ số ngon gì? Mày điên tao làm gì đâu? Ờ. Mày thằng Dương á. Thằng Dương, nếu như mà mày điên à, nếu như mà thằng Dương không thông đồng thì sao anh đổi? Nó kích anh nữa. Mày đừng có sao. Anh nữa, anh là đầu đàn, anh lớn anh làm gì đó. Đổi để 40 tỷ úp biết lòng mới được. Mà bữa úp đệ 40 tỷ nhiêu lâu á? Mấy tháng em biết đâu. Tỷ cho 200 ngọc mua bùa ok chưa? Trời. 200 ngọc.
cười là tha thứ. Tức cay cay mày điên quá. Sinh nhật anh em ai làm thế? Sinh nhật anh em ai làm vậy? Hỏi thật luôn á, sinh nhật buồn gì? Buồn gì vào ngày sinh nhật? Thực sự á, là đó là quà sinh nhật anh tặng cho mày á, đổi đệ tử á. Giờ anh thử đây, để sơ sinh sao úp nữa. Trời, úp sơ sinh lên 40 tỷ biết lâu không trời. Thiệt chứ. Thôi mà anh em lỡ, nói chung đấy không phải là lỡ, đấy không phải là gọi là trôn. Mà đây là tặng quà sinh nhật, hiểu không? Em có hiểu từ tặng quà sinh nhật nó khác với lại trôn không? Tặng nhưng mà cái hồi... đéo gì tặng mà đổi đệ. Em thấy là có ai tặng quà sinh nhật như anh không? Tặng một con đệ mới. Em xem con đệ mới coi. Ngon vãi cả lìn à. Đệ cùi như chó vậy. Hả? Đệ cùi. Mày điên quá, anh mẹ đổi đệ tử cho mày nói gì nữa. Chờ... tặng quà sinh nhật mới đấy. Để chơi anh nữa, đừng nói nữa. Giận luôn. Giận luôn. Thôi mà, sinh nhật vui vẻ anh em. Nói gì à? Anh em sinh nhật vui vẻ, giận hờn vui vơ gì à? Người ta tặng quà sinh nhật, bây giờ kêu tức giận gì đổi đệ tử. Úc lâu lên 40 tỷ giờ đổi nữa. Nhưng mà hỏi thật, Úc nhiêu lâu lên 40 tỷ á? Tháng à? Con đệ này đệ thứ 3 rồi, em biết đâu, bị lâu lắm. Khóc luôn á. Đâu cơ đó. Nhưng mà đừng có vì thế mà đổi đệ tử Úc thì chính phải của anh nha, anh đéo thích đâu. Anh em như... anh em... chồng em đó. Anh em chồng em đổi đệ tiếng 7 của anh đó, đừng nói. Đấy, cười đây mọi người, cười đây. Mày có chừng nít của mày nha. Cười cười rồi. Bơi của mày là coi chừng tao đổi đợi xin rồi đừng có nói nha. Dạ đúng rồi, em nếu có đổi á, anh nhân. Nếu có đổi á, anh bóp lưng nhá, anh bóp lưng nhá. Anh buông ra đi bóp cái gì? Bóp lưng nhá. Vậy bóp vú nha, thoa vú nha. Đừng giỡn em nữa, em đừng chiêu nữa. Mà nếu có đổi á thì kiếm thằng Dương nhá. Thằng Dương có một ạc Nam Hích, một ạc Sư Giang, em đổi đệ hết con mẹ nó cho anh. Chứ đừng có đổi ạc anh. Hồi nãy là thằng Dương thông đồng á. Đổi đệ con Dương cho nó khỏi đi ngầu vòng sao đen nữa. Đúng rồi. Tao đâu có làm gì mày điên à. Mày mà nói gì nó lại ai? Không nói gì đâu, ngày sinh nhật mày nhé. Thôi được rồi, anh em nói chung là từ từ, cái bắt tay này không phải là gọi là thứ lỗi, mà cái bắt tay này gọi là coi như là phải hiểu là anh em vậy là không phải là thông cảm cho nhau, mà gọi là cái bắt tay á này là chúc mừng sinh nhật nhân. Được chưa? Rồi đó.